Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, bây giờ hôm nay ở bên Hàn Quốc ấy, là một ngày thời tiết cực kỳ là âm u mà không có mưa này. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi, đang chuẩn bị nấu cơm. Hai đứa nhà mình, mọi người có thấy nhà hôm nay cái không gian ở cái phòng khách nó có thay đổi cái gì không? Đó, cái chỗ này thường thường là mình có một cái bàn nhỏ để mình ngồi mình viết làm linh tinh các thứ, nhưng mà hôm nay mình vất đi rồi, thay vào đó là sẽ có một cái bàn như thế này. À, cái bàn này á, là của cô Minju đó, của quán cô, nhưng mà cô chuẩn bị kiểu là thay thay ở bên trong ấy, thay hết tất cả các thứ, cho nên là cô bảo là cô sẽ đổi một số cái bàn nó không có phù hợp ấy. Thế là chị muốn lấy cái nào dùng thì chị lấy, thế là mình chọn được cái bàn này mọi người ơi. Còn cái ghế này là cái ghế của nhà mình, cô bảo lấy cả ghế nữa cơ, nhưng mà mình chưa có xem kỹ cái nào hợp ấy. Thế bây giờ em đông gơn em đang học ở đây này. Còn bên này là cái máy tính của mình, nhưng mà chồng mình anh mượn, tại vì đồ của anh là anh để hết ở văn phòng rồi đó. Và đi sang cái bên này là sẽ có một cái tác phẩm. Minju này mọi người ơi, anh thì ngồi chăm chỉ học em này, chân vắt lên chân, xem điện thoại như đúng rồi. Ây ơi Minju ơi. Thế. Vâng. Thế. Vâng. Thế. Đấy, vịt này nó lười lắm mọi người ơi. Đông Gơn thì thích học hỏi, Minju thì nó lại không thích mấy, nó bình thường lắm. Cứ thấy mình quay nó lại càng không nói. À, chỉ có mỗi Đông Gơn là chuẩn soái ca. Đông Gơn ơi, chào đấy con. Chào chào các bạn chú. Đang chăm chỉ học, không có để ý mẹ ngoan quay sao ấy. Đây là chuẩn con người ta mọi người ơi, còn đây mới là con mình. Đó. Không có cái bàn ở dưới nền này này, rộng như bao nhiêu. Cái bàn này thực ra là trước đây là mình mua, lúc mình mua là mình có mua nhưng mà không để ý đó mọi người. Cứ nghĩ là để thỉnh thoảng để uống trà này xong các thứ. Thế mà dùng được một thời gian thì mình thấy là nó hơi bất tiện, tại vì mỗi lần mình ngồi xuống dưới đất là mình không thích, phải ngồi trên cái bàn này. Thế là may quá, vừa bạn cô lại hỏi chị cần cái gì không, thế là mình lấy luôn. Cơm đã được. Vừa nãy là cái tiếng nồi cơm nó báo hiệu là được rồi đó mọi người. Có nhiều chị hỏi gạo kiểu trộn kiểu gì mà nó thành như vậy ấy. Thế là hôm nay mình quay cho mọi người xem. Đó, mình chỉ cho một ít gạo đen đấy. Ở Việt Nam thì gọi là gạo nứt hay sao nhỉ, nhưng mà mình ở bên Hàn thì mình cứ gọi là gạo đen quen rồi. Đây này, cái này mình mua ở siêu thị này mọi người ơi. Nó như thế này, một tờ gói như thế này là 500g, mà mình phải trộn được khoảng đến tầm 5 cho đến 10 cân gạo trắng đó, chỉ cần trộn một chút như thế này thôi. Đây là cái nồi cơm điện của nhà mình này, dùng 5-6 năm rồi chưa hỏng mọi người. Từ cái ngày mà chuyển nhà sang đây, cái lần đầu tiên ở đấy, cô mua làm quà, kiểu quà về nhà mới đó. Sau khi cơm nó được rồi thì mình sẽ sới cho nó tơi như thế này thì nó mới ngon nhé. Hôm nay là mình cho ít chứ mọi ngày mình còn cho nhiều gạo đen hơn nữa cơ. Đó, đã xong. Bây giờ mình chỉ việc sắp xếp bàn ăn cơm nào. Hôm nay nhà mình lại nhận một cái thùng này mọi người ơi. Bây giờ mình bỏ ra cho mọi người xem nhé. Cái này không phải là mình đặt mà là anh Su đặt. Chồng mình ngày xưa là không có xem mấy cái chương trình hút shopping đâu. Nhưng mà thời gian ở đây lại mê. Cứ xem không cái gì cũng bảo mua. Kể là thấy người ta quảng cáo ấy, nghe nó hay. Ui. Cái này, cái này ở trong đây nó là cái món nghệ ngâm tương mọi người. Có nghệ này, có tôm này, có bào ngư các thứ. Nhiều chưa? Ủa, mình mua có 60.000 tiền won thôi mọi người ơi. Nghe nào, 60.000 là bằng 1.2 triệu á. Mà thấy ở trên người ta bán rẻ này, mới lại có nhiều người khen ngon á, thế là bỏ một chỗ bảo mua thử. Rồi đóng gói này, cẩn thận chưa, cháu mua cái này còn an toàn hơn là ấy ở chợ nhỉ. Ở chợ nhiều khi nhìn mấy bác có tuổi làm ấy, chồng mình anh không thích đâu. Đông đá này, cái này là bào ngư, không biết là được mấy con nhưng mà người ta làm cho cái hũ này này. Cái hũ này cháu mình dùng hết là xong rồi, mình lấy giấm ấy, mình rửa sạch sẽ ra mình dùng lại ấy. Chứ mình thấy nó xinh xinh như này này. Đó, tất cả là mấy này, 2, 4, 6, 8, 10 hộp.
10 hộp mà hình như người ta chia thì mỗi loại mấy hộp thì phải. Đây là bào ngư là 3 hộp. Với lại cái này là cũng là nghệ ngâm tương rồi gia vị là cũng có luôn. Đó, nó đỏ đỏ như này là cái gia vị đó. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị cơm, hôm nay là chỉ ăn như thế này thôi. Tại vì cái món này ăn với cơm là mình hầu như là không cần những cái món thức ăn ăn khác đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ từng tí đổ. Bỏ từng hộp ra này mọi người ơi. Đó. Cái này người ta kiểu đóng đá xong người ta mới gửi. Bây giờ thực ra là nó vẫn còn hơi cứng cứng một chút này, để ở ngoài để cho nó tan giữa mình mới ăn được. Ôi mình không ngờ nó lại nhiều như này đó. 60.000 won thì thực ra nó cũng rẻ, nhưng mà cái quan trọng nhất là không biết nó có ngon không ấy. Tí nữa mình bảo là anh Su anh ăn thử. Chứ thực ra mấy cái món này mình lại không biết ăn. Kiểu quê quê đó mọi người. Không biết sao những cái đồ sống các thứ ngâm tương lại không dám ăn. Kể cả bạch tuộc cũng thế. Bạch tuộc ở bên Hàn người ta ăn nó quen quầy, nó có sống người ta chấm với cái dầu mè người ta ăn, mình không dám ăn. Sợ. Kiểu là một cái đứa đã kén ăn sẵn rồi ấy, cho nên là những cái món này thì mình lại càng như vậy. Chứ như ai mà háo ăn thì người ta ăn rất là ngon. Xong. Một hải bắc. Chào chào các bác chú. Chào chào các bác chú. Xin chào các bạn. Nói là mỗi cô đấy. Này bây giờ mình đâm cơm cho cả nhà. Đây là 간장 게장입니다. 이건 전복장입니다. 간장 새우장. 오. 이 있지만 간장 게장입니다. 와 찼다. 네 살까지 먹어야 돼. 와. 이렇게 봐봐 봐봐 이거 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 와우 đây là cơm của mình mọi người ơi. Ba bố con nhà Đông Ngân ấy thì ăn mấy cái món ngâm tương này này, gồm có nghệ ngâm tương này, tôm này, rồi bào ngư, còn cái này là kiểu gia vị đó, cũng ngon lắm. Mình thấy chồng mình bảo thế, còn mình là cái món khoái khẩu sở trường của mình là cà pháo. Trời ơi, chồng mấy anh ấy khen. Nó vẫn còn kiểu hơi lạnh lạnh ấy, nó người ta đóng đá nhưng mà bảo quản cái thùng xốp nó vẫn chưa có tan hết 100% luôn. Nhưng mà bây giờ ba con nhà nó đói nên mình ăn trước. Và đây thì có cả cái lá kim trộn nữa này. Nếu mà hai đứa nhà mình nó thích ăn thì mình sẽ cho vào trộn với lại cơm ăn. Tùy theo sở thích của từng người. Mà bánh sắt. Sao thì ớt chồng người anh khen ngon là chắc là ngon lắm. Tuy là bánh mình thì ngố lắm mọi người, không ăn được cái món ngâm tương này, ăn cà pháo. Cũng sao có liên quan đấy. Cũng còn là ăn chật tí hơn nha. Chồng bánh còn ăn cái gì mà bỏ ăn cà pháo nha, ăn gì. Nó sao lại ta bao giờ. Trong tủ lạnh có mấy loại kim chi mọi người, nhưng mà không có bỏ ra. Nó 이상대로 안 비비고 그냥 이거 있는 데만 떠가지고 먹고 있어. 그럼 마음대로 먹는 거야. 창의적으로. 먹다 버려요? 차가. Hôm nay đây là lần đầu tiên mình mua cái món này ở trên home shopping đó mọi người. Mọi ngày nó không có mua đâu. Thế món này hôm nay sao đợt này chồng mình lại thèm ăn. 새우 좀 까주세요. 내장 먹을 수 있어? 응, 먹을 수 있어. 나 안 먹어. 생으로 못 먹어서 그래요. 뭐 또 hộp tôm chắc là khoảng mấy con, 5 7 con gì đó. Mình sẽ bắt cho Minju ăn. 맛있네. 난 간장게장보다는 꽃게장. 그럼 anh bảo là nghệ ngâm tương thì anh không thích bằng là người ta trộn cái gia vị này nó ngon hơn. Kiểu người lớn mình ăn cay hay ngon. Đây một tôm cho nó quấn với Minju. Chích chốc một đợt đó. Nè mọi người, nguyên gạch này, gạch tôm hay trứng tôm gì đó. Anh bảo nó không có mặn ngon này, vừa. Vừa chết, à sao sao vậy? Chưa mà. Rồi hai đứa nhà mình mà ăn được cái món này giỏi thì mình mua cho suốt á. Trước đây là thường thường là có mỗi đông con là nó thích ăn thôi, bây giờ là Minchu này, với lại anh Su là cũng ăn được rồi.
한번 밥에다가 넣고 빨아먹지. 어, 그건 아니야. 왜? 어제 친구들 술만 안 먹었어. 술까지 안 할 건데. Còn mấy hôm qua mà không uống bia với bạn là hôm nay anh uống một uống rượu á, nhưng mà hôm qua uống rồi hôm nay nghỉ. Uống bia ấy gọi là uống rồi chăm ấy. Mình thấy mấy cô có tuổi ấy vào nhắn cho mình bảo là ngoan ơi, bây giờ ở trong khu vực Sài Gòn ấy nhiều cửa hàng bán đồ Hàn Quốc như thế này này. Nói chung là món gì cũng có. Thì sợ không có tiền mua chứ hầu như là thế mới tại bây giờ. Ủa, 도둑 맡아줬어요, 도둑. 도둑이요. Mình lại bây giờ kiểu người Hàn sống ở Việt Nam nhiều ấy, cho nên là đấy. Bốc bắp. Bốc bắp. Không có mà có. Mình sẽ ăn thử một cái món này nè mọi người. Nghệ trộn. Đúng rồi này. Cái tương thì mình không thích, mà không có cay nhỉ. Chua là cay, bởi vì chúng tôi. Cái món này ăn phải cầm tay nó dễ. Tổng bộ. Ăn cân chứ. Ừ, ngon thế nhỉ. Mấy chứ. Thật chứ mà gần đấy. Xem là sáng rồi đó. Thôi nhưng mà hơi mặn. Rồi mình ăn thì thấy hơi mặn. Mà người Hàn thì người ta ăn lại vừa. Bộ mặn. Cái món này lần trước là mình có tự trộn ở nhà một lần đó mọi người ạ. Tại vì đông quân nhà mình nó thích ăn. Mình ở nhà trộn á thì cũng ngon lắm. Nhưng mà tại nào mọi trẻ con thích ăn cả cái gẹ ngâm tương ấy, mình không làm được cho nên là mình mua luôn. Đông quân nó trộn cái lá bột kim mà nó ăn kìa. Họ bán này tao đúng rồi. Cái bình trả lời quá. Cái này mà chồng mình ăn cái phân khen ngon. Bố 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 bố. Minh dạng cứ trong nhìn ăn mà cứ ươm hư hư như bố ấy sao vậy? Xin chào bà. Thế gia vị người ta làm rất là ngon. Mà cay. Có mặt cay. Ừ. 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 Wow. Ừ, thấy hai đứa nó ăn được mình vui. Ừ, ăn được mình vui. Mỗi chỗ. Mỗi chỗ. Trời ơi, ông con nó cho mẹ. Tôi chắc nhận. Khán giang, ôi khán giang nó mong mình ăn được cho xong mình. Ừ, quá xa. Ừ, quá xa. Mình ăn cái ngâm tương mình cắm cho bình thường mọi người. Cậu hợp với khẩu vị của người Hàn. Ừ. Ăn được cơ. Ăn được cơ. Mình ăn vào mưa là mình phải bỏ cái răng của nó ra, không là có độc không. Nhiều người không biết cứ ăn hết là không tốt. Nhưng mà nó được. Nó ngọt cơ rồi. Rồi, nó ăn cái bát cơm. Wow. Đúng rồi, chấm bông qua là bố bố lấy. Ừ, chấm bông bố. Bảo ngư. Bào ngư này nó đắt ấy, cho nên một hộp người ta cho được có hình như là 4 con. Thế mà mình bán lên một bán được sợt không? Nhìn chưa? Bào ngư. Bào ngư này bào ngư. Rồi, bảo ngư. Thơm mơ con. Thắp thắp thơm. Chua. Khán giang mà bị bơ mơ đồ bảo sợt. Thôi, nó ăn rồi. Bảo chú chó này, chú chó này. Đấy là chú mơ này. Lâu lắm mới thấy là đông có ăn giỏi thế. Đây là xe uống quả nhỉ. Ừ, bây giờ có áp bản như sao? Anh bảo là mình có bốn này, mình ăn món ngon. Chưa mày cơ. Ăn bộ bắp. Ừ. Chứ một quả bà bộ. Ăn bộ bà. Đúng rồi, ra này thăm bộ. Mà chủ yếu thì... Hắn mắt mô có vậy. Đúng rồi, cái gì cơ tôi. Hắn mắt
mua thì mà sẽ bố quá. Cái lá kim trộn của Hiệu là ngon lắm mọi người. Nó có nhiều cái dầu mè. Chưa mà chị. Khán giang có chung con ngon không? Mình thì vẫn trung thành với món cà pháo này. Không có ăn mà nghiện cà pháo như mình á. Buổi sáng mọi người biết mình không bao giờ mình ăn cơm sáng bao giờ. Thế là mua được cục cà pháo này, pha mắm tôm ra ăn, ăn hết bát cơm. Chị thật có một cuộc sống dành sao vậy? Có. Hay là thịt. Món không chưa? Ăn nhanh này. Phải không? Khô cho ăn một thành rồi. Xong mình ăn mà anh bảo là bây giờ anh vẫn muốn ăn cơm nữa nhưng mà phải kiềm chế lại, sợ béo nên là bữa tối mà. Wow, perfect. Không có đồ bố. Ngon lắm rồi. Trời ơi. Thì còn bảo mua ấy, thấy bảo nó ăn được cả cái ruột của nó với cái nội tạng là nó tốt cho sức khỏe đấy, nhưng mà nhà mình thì không ăn. Tại vì ăn thì nó hơi có cái mùi tanh tanh mọi người, cho nên là nhà mình không ăn nhé. Ai mà biết ăn thì người ta ăn luôn ấy. Không có vất đi cái gì đâu. Sao bên nó phải chỉ được một chút sao. Quên, hồi nãy mình đang chuẩn bị đồ ăn các thứ này thì mẹ chồng gọi điện lên bảo có tin vui. Tức là mình hỏi thì mẹ có chuyện gì thì bảo là ngày mùng ba tháng năm này là bắt đầu những người trên, hình như mẹ mình là trên 65 tuổi nó bắt đầu được tiêm phòng corona đó. Là ba nghe cái tin và là ba điện lên cho con dâu chứ. Tại vì chồng mình anh cũng ngồi xem tivi thế là đại tỷ mà sao mẹ điện cho con dâu mà không điện cho con trai. Cười cười. Chút phí bây giờ bố. Khoa mở. Trời ơi. Ăn thì ăn đi này còn. Dám nhiều mày. Thật sẵn đó. Trời ơi. Cứ đi ra ngoài bà chạy. Khi mà bà điện là bà khoe mình nên là mình bảo là từ nay đến hôm đến ngày tiêm ấy còn mấy hôm nữa thôi là của bà không được làm nhiều sợ ốm mà kiểu cơ thể của mình mà nó bị co cảm hay làm sao là người ta không có tiêm ấy thì bà bảo mẹ không có làm mấy. Không có tháo sức thì chồng mình đang xong rồi. 설거지까지 해주고 이렇게 희생시적인 일 좀 돌아가고. 자. 이게 다듬다듬할 수도 있냐. 이거요? 먹었습니다. 저요이 con tôm này sao nó dở dở, nó ăn ngon này mà. Lại bắt đầu như bố rồi. Wow. Ngon không? Dạ ngon. Trời cái mặt kia kìa. Đúng con này ngon không? Ăn không nói được nhỉ. 별로 맛없는 표정인데. 진짜 맛있어? 일단 입 맛인가? 그러니까 간장. 와 민주. 간장이 짜지 않으니까. 와 하루 종일 달라. 그 này khéo rồi. Trời ơi, trong lúc mình quay mình chưa được một miếng mà nó đã ăn hết rồi. 두 번. 와, 저 통근이 10점, 10점 luôn. Cầm tay mẹ ngoan tí. 맛있잖아요. 안 짜? 밥만으로도 한 동기 더 먹을 수 있어. 와우. 와. 밥은요? 밥도둑이야, 밥도둑. 아빠도 lúc này nuôi con chỉ nhìn thấy nó con nó ăn ngon miệng mà mình đã thấy vui rồi.
간장 왜 안 짜지? 아니 끓여야지 잘 끓여야지. Cái nước tương người ta làm không mặn đâu mọi người, cho nên là nó ăn được. 엄마는 이 간장을 좋아하잖아. 오, 저요. 와우, 먹는 것도 그냥. 안 된 건 면은. 맛있는 것 같아 진짜. 마지막 우유까지. 이런 거냐면 옹 쓰. 옹이 또 옹 나오고 옹 쟤. 진정한 먹순이지 이게. 건 nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cứt. Cứt. Rồi thế là nhà mình bây giờ ăn xong một bữa tối rất là ngon miệng mọi người. Mình dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình mình. Nhớ đăng ký, bấm chuông này, với lại nhớ ấn thêm một nút like nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn. Tạm biệt. 1, 2, 3. Thành công rồi. Thành công rồi.